Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bảo Lộc đã tới thăm và tham quan vườn lan cao nguyên xanh của nghệ nhân Hoàng Thái Hà, địa chỉ 64/9 Nguyễn Tri Phương, phường Lộc Tiến. Vườn lan Mạnh Tân của nghệ nhân Nguyễn Mạnh Tân tại 45 Võ Trường Toản, xã Lộc Nga. Vườn lan Tiến Linh tại địa chỉ 405A Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát. Đây là các vườn lan tiêu biểu có quy mô, được đầu tư chăm sóc bài bản theo tiêu chuẩn nhà kính, nhà lưới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, vườn lan cao nguyên xanh được thành lập trên 20 năm, gồm khu vực trưng bày và khu vực nuôi trồng kinh doanh, mỗi khu vực có diện tích hơn 1 hectare. Được anh Hoàng Thái Hà dày công chăm sóc, lai tạo và giữ gìn, bảo tồn nhiều giống lan độc đáo, đa chủng loại như Calia, Dendro, Vũ Nữ, Lan Hài, Thủy Tiên cùng một số lan bản địa. Tham quan tìm hiểu các vườn lan trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng bày tỏ sự vui mừng với sự phát triển của nghề trồng hoa lan cũng như việc bảo tồn, gìn giữ phát huy tiềm năng hoa lan của thành phố Bảo Lộc. Đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, tham quan và trải nghiệm vườn lan cũng là một trong những nét độc đáo, có thể kết hợp với du lịch địa phương, khai thác tiềm năng lợi thế của du lịch canh nông theo hướng công nghệ cao, tạo nên nét hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu được trải nghiệm và tham quan của du khách, tạo điều kiện cho người nông dân nâng cao thu nhập từ hoạt động du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, việc quảng bá các kênh truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hình ảnh lan Bảo Lộc ra các khu vực tỉnh thành trên cả nước. Hiện nay, hầu hết các vườn lan trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đều được đầu tư theo mô hình nhà kính, nhà lưới hiện đại, giúp người trồng có thể kiểm soát tốt các yếu tố cơ bản là độ ẩm, không khí, ánh sáng và nước tưới, góp phần hiệu quả vào quá trình tăng trưởng và ra hoa của cây. Từ đó đưa năng suất của vườn trồng được cao hơn. Theo các nghệ nhân, thị trường hoa lan Bảo Lộc hiện nay được mở rộng ra toàn quốc với số lượng đặt hàng đều đặn, mang lại kinh tế ổn định cho người trồng. Trong thời gian qua thì hoa lan Bảo Lộc phát triển rất là mạnh, đặc biệt là những cái mô hình mới hình thành lên. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây nhất là gặp khó khăn về cái vấn đề trồng nhiều chủng loại giống nhau. Đâm ra là cung vượt cầu cho nên là phát triển gặp khó khăn. Trong tương lai thì sẽ thay đổi những cái giống cây trồng đa chủng loại để cho thị trường sẽ không bị trùng nhau những cái cây giống. Về diện tích thì hiện nay trên địa bàn trên thành phố Bảo Lộc có khoảng 200 vườn và có khoảng 40 hectare là diện tích trồng hoa lan. Và với cái khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi như thế này thì ngành hoa lan của Bảo Lộc sẽ sớm phát triển. Với vai trò của chi hội hoa lan thì thứ nhất là được đảng ủy, chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm, và với mong muốn của người dân thì được địa phương, chính quyền tạo điều kiện cho người dân có điều kiện để phát triển. Thứ nhất là hỗ trợ về vốn, về công nghệ, về những cái lớp tập huấn để cho người dân am hiểu hơn về cái công việc nuôi trồng, cũng như là biết thêm được nhiều những cái chủng loại mới để phục vụ cho thị trường hoa lan.